Nhìn tốc độ của bao rác trôi kìa, em muốn lụm lắm, nhưng mà lụm mà ai sẽ cho em số tiền để em sống, em nuôi mấy con gái cá này, mấy con thú này. Em muốn lụm nhưng mà em lụm không được đó. Nó thấy nó muốn lụm là đó đó đó, chầm chầm nó muốn lụm rác á. Thôi thôi không lụm, tại em dạy cho nó lụm rác á. Lụm không có thời gian đâu, không có đủ cơm gạo đâu ăn con. Rác mà trôi cỡ đó. Giờ bơi nha. Em cũng cố gắng hết sức rồi mọi người ơi. Mọi người không ủng hộ em thì em cũng không làm được gì nhiều đâu.